Chết rồi, dạo này lông chân mọc dài thế nhỉ? Thằng bé bốn mắt với cái thằng tóc xanh hôm nay đi đâu mà đâu về ấy nhỉ? Bảo sang ông nội chơi một tí thôi mà đi mãi không về. Bốn mắt, bốn mắt con làm sao ấy con? Sao mà về đó phụng phịu thế? Mẹ đừng hỏi con nữa, con đang chán lắm đây. Ông không thưởng cho con mà chỉ thưởng cho anh tóc xanh thôi. Ông bảo là kết quả thi của kỳ này của con không có tiến bộ. Ông không thưởng, ông chỉ thưởng cho anh tóc xanh thôi. Thằng tóc xanh thi học kỳ kết quả tốt nên được ông nội thưởng, còn con thì ông không thưởng à? Ông chả công bằng con gì cả nhở? Ôi anh ấy về kìa, cầm một đống đồ trên tay nhá. Con chào mẹ, chào em. Về rồi đi à? Mày có biết là mẹ với cả em bốn mắt ngồi đợi mốc cả mồm lên rồi này. À, mồm mốc lên rồi này. Con đi sang nhà ông, ông thưởng cho con vì kết quả học tập kỳ này của con rất tốt. Ông dẫn con đi mua tất cả các nguyên liệu để làm trà sữa chân châu đường đen mẹ ạ. Oai nhỉ, tự hào nhỉ. Tí rượu, tí nguyên liệu thôi mình đập. Thôi đi vào trong nấu cơm đi, làm việc nhà đi, đừng làm gì nữa. Thấy chưa, anh ấy còn uống bao nhiêu trà sữa nữa, con chẳng được uống gì cả. Không biết đâu mẹ. Con cứ từ từ để mẹ nghĩ cách, mẹ sẽ nghĩ ra cách, con yên tâm. Bảo Thành, đang làm việc à? Dạ. Mẹ hỏi tí, cái nguyên liệu làm trà sữa chân châu đường đen hôm nọ mà ông mua cho con ý, con để đâu rồi? Để mẹ cất cho, không có nó hỏng đấy. Nguyên liệu á? À, nguyên liệu làm trà sữa chân châu đường đen con cất hết đi rồi ạ. Con sợ là để ở ngoài con chuột nó sẽ cắn ra thì sẽ hỏng mất, nên con cất hết đi rồi ạ. Đi làm tiếp đi. Làm thế nào để lấy được nguyên liệu của nó nhỉ? Đúng rồi, ông mua cho mình rất nhiều thứ luôn nhá. Đường đen của Hàn Quốc này, ông mua cho mình cả trà ô long nhá. Tóc xanh, tóc xanh ơi, mẹ nhờ một tí. Mẹ à? Con ơi, dạo này mẹ hay bị buồn ngủ. Mẹ cứ buồn ngủ suốt cả ngày ấy, không làm được việc gì mà nhà mình không có trà. Hình như là con có trà đúng không? Trà ô long gì đấy, cho mẹ mượn một gói đi. Mẹ ơi, mẹ pha một gói thôi nhá, mẹ đừng pha nhiều nhá mẹ nhá. Không có thì con không có trà để pha trà sữa đâu ạ. Ừ, mẹ chỉ pha đúng một gói thôi. Sao mà mẹ uống hết được? Cảm ơn con nhá. Tóc xanh ơi, tóc xanh ơi, ra mẹ nhờ tí. Dạ, mẹ gọi gì con ạ? Con ơi, nhà mình hết đường rồi, nên mẹ đang kho thịt thì mẹ nhớ ra là hết đường. Chết rồi, kho thịt mà không có đường thì hỏng hết. Con, có cái gói đường gì mà hôm nọ ấy ông mua cho con ấy, đưa đây, mẹ nhờ, xin một ít, mẹ kho thịt cho mẹ trả. Con sẽ chạy đi mua. Không kịp đi mua đâu con ơi, nồi thì sắp cháy rồi, nhanh lên. Cho mẹ mượn một ít đường nhá, một tí thôi. Vâng ạ, mẹ đợi con lấy ạ. Ê này con ơi, không cần phải đi lấy đâu, mẹ lấy rồi. Mẹ biết là con cất ở chỗ nào cho nó khỏi bị kiến nó vào, cho nên là mẹ lấy luôn rồi, đỡ mất công con phải lấy nhờ. Mẹ lấy hộ luôn. Con mẹ dùng một tí thôi để kho thịt rồi mẹ trả nhá. Bây giờ phải làm y như lời mẹ dặn. Có thích uống trà sữa chân châu đường đen không? Có ạ. Nếu mà muốn có nguyên liệu để làm trà sữa chân châu đường đen thì phải làm y như lời mẹ dặn, nữa chưa?
Làm gì ạ? Bây giờ con phải giả vờ ốm đi. Nó ốm mà ốm, sốt thật cao, ốm thật là đau, nhớ chưa? Tại sao hả mẹ? Không cần hỏi nhiều, cứ làm đi, ốm đi. Ốm à? 1, 2, 3 ốm. Mệt quá. Ui ôi, sao sốt cao này? Chết rồi, sốt cao quá. Em bốn mắt ốm như thế này có sao không mẹ? Có phải đi bệnh viện không ạ? Con ơi, à bây giờ phải có sữa, phải có sữa cho em uống thì em nó mới đỡ bị sốt. Vâng, con có sữa của ông mua cho con. Mình cất ở đây mà. Ủa? Trân châu của mình cất ở đây đâu rồi? Mẹ ơi, trân châu caramel con cất ở trong hộp ấy ạ. Mẹ có thấy đâu không ạ? Trân châu của con á? Mẹ lấy rồi. Thì mẹ thèm trà sữa, trân châu. Mẹ mượn. Mẹ hứa với con là mẹ chỉ dùng một lần duy nhất. Mẹ pha đúng một lần, xong mẹ trả lại. Mẹ con một nhà với nhau mà con kẻ sỉ đấy. Mẹ chỉ pha một lần thì chắc là không thể hết được đâu nhỉ. Thôi, cũng được. Mẹ pha rồi mình pha sau vậy. Vâng, được ạ. Dùng một lần thì được bao nhiêu? Mất bao nhiêu là công sức mới mượn được bằng đế nguyên liệu của nó? Chẳng nhẽ lại dùng dễ dàng thế? Làm thế nào để dùng được nhiều nhất nhở? Rồi, mình sẽ làm cốc trà sữa trân châu đường đen khổng lồ. Bình trà sữa khổng lồ 20 lần của mình đây rồi. Bây giờ mình sẽ cho tất cả các nguyên liệu khổng lồ mà mình vừa mới nấu vào đây. Đầu tiên là mình sẽ đổ trân châu vào. Nhiều chưa? Mình sẽ pha nước vào đây. Phải pha nước vào cho trà nó nhạt ra, bởi vì mình pha trà rất đặc. Đây là gì biết không? Đây là trà ô long đấy. Nguyên một nồi trà ô long luôn. Đổ hết vào đây. Đổ sữa vào nào. Phải dùng hết nguyên liệu của thằng tóc xanh mới được. Hết nguyên liệu rồi. Bây giờ mình sẽ cho đá vào rồi mình cho đường đen. Cuối cùng là mình cho đường đen vào là xong rồi. Đường đen. Ôi, đường đen này. Đường đen ngon quá. Sao mẹ pha nhiều trà sữa trân châu đường đen thế hả? Mẹ bảo mẹ pha một lần mà. Tất cả nguyên liệu của con, ông mua cho con mà. Sao mẹ lại nấu một lần hết sạch luôn như thế? Mẹ lại đối xử với con như thế hả? Ông tóc xanh à, sao cháu lại ngồi khóc ở đây? Hôm nọ ông vừa thưởng cho mà. Cái gì? Mẹ cháu lấy nguyên liệu của cháu không cho cháu làm. Được rồi, ra đây với ông. Ra đây gặp mẹ với ông. Thơm quá. Uống bao giờ mới hết bình trà sữa khổng lồ? Con dâu. Bố đến có việc gì đấy ạ? Bố đến chơi với hai đứa cháu. Bố rất thất vọng với con. Bố không ngờ con lại là một người mẹ thiên vị với bất công như thế. Con xin lỗi bố. Con định làm khổng lồ thế này để cho cả hai đứa nó uống, chứ không phải là con uống đâu.
con đi vào trong tự suy nghĩ, tự kiểm điểm đi. Con dâu làm bố thất vọng quá. Xin lỗi bố ơi. Ông, cháu cảm ơn ông đã đòi lại công bằng cho cháu. To khủng khiếp luôn. Mình phải uống thử đây. Ông ơi, siêu ngon luôn.